đã có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Tôi Khởi Nghiệp 2017. Kính thưa quý vị, cuộc thi Tôi Khởi Nghiệp do câu lạc bộ khởi nghiệp FIC từ Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với bạn nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và chương trình đang được diễn ra tại hội trường lớn của Đại học Ngân hàng và livestream trên fanpage của Tôi Khởi Nghiệp và fanpage của nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, trong đêm chung kết tối ngày hôm